Những Ngày Việt xin chân thành cảm ơn quý khách hàng gần xa đã ủng hộ sản phẩm văn hóa của chúng tôi. Sự hài lòng của quý khách là động lực giúp chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Để đáp lại sự tin tưởng của quý khách, chúng tôi rất vui khi lại được thả hồn vào những sản phẩm quà Tết ý nghĩa độc đáo, giúp khách hàng giữ gìn chọn lựa những sản phẩm ưng ý nhất cho mùa Tết năm 2022. Chúng tôi sử dụng những sản phẩm truyền thống thể hiện nét văn hóa Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về để sáng tạo những sản phẩm độc đáo và đặc sắc khi kết hợp với các cá tính và tinh hoa thương hiệu của doanh nghiệp. Từ các nguyên liệu sang trọng như sơn mài, gốm sứ, lụa Hà Đông, đồ đồng Đại Bái, tàu thuyền mô hình, cùng với yêu cầu về thông điệp của thương hiệu và doanh nghiệp, Mỹ Nghệ Việt đã tư vấn và thực hiện những dự án quà tặng cao cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu và chính phủ trong nhiều năm qua. Mỗi một sản phẩm được bán ra là một món quà tinh thần giúp cho các nghệ nhân làng nghề lưu giữ truyền thống, lưu giữ nét đẹp văn hóa dân tộc, giúp cho các làng nghề truyền thống không bị mai một theo thời gian. Để sở hữu những sản phẩm độc đáo cũng như giải đáp những thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Mỹ Nghệ Việt theo địa chỉ 212 Bùi Tá Hán, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, hoặc gọi về số hotline 0903 309 989 để được tư vấn nhanh chóng.